Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình tô Dica TV. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và thông báo hình quả chuông để nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức ô tô hot nhất trong ngày. Toyota Corolla Altis thế hệ mới ra mắt ngày 13 tháng 9 tại Thái Lan. Thưa quý vị, mẫu xe Corolla Altis thế hệ hoàn toàn mới của Toyota sẽ được ra mắt tại Thái vào ngày 13 tháng 9 tới đây. Lịch ra mắt đã bị dời lại so với quyết định hồi tháng 8 của hãng này. Tại Thái Lan, dòng xe Toyota Corolla Altis chiếm thị phần rất lớn trong phân khúc sedan hạng C và Altis được dùng làm xe taxi rất nhiều trên đất Thái. Ở thị trường Việt Nam, trên thực tế thì Toyota Corolla Altis đã không còn duy trì vị thế độc tôn như ngày xưa khi nó đang chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ như Mazda 3, Kia Cerato hay Hyundai Elantra. Theo VAMA, trong tháng 7/2019 vừa qua, Corolla Altis có doanh số bán ra đạt hơn 400 xe, thấp hơn nhiều so với doanh số bán ra của Elantra và của Mazda 3. Mẫu xe sedan Corolla Altis hoàn toàn mới thuộc thế hệ thứ 12 được Toyota áp dụng nền tảng khung gầm platform mới tên gọi là Toyota New Global Architecture (TNGA). GAC đang được sử dụng trên hai dòng xe Prius và CHR nền tảng mới cho phép Corolla Altis cải thiện nhiều về kích thước. Kích thước tổng thể của mẫu Toyota Corolla Altis đạt lần lượt dài, rộng, cao là .4640 640 1.780 và 1.435 mm. Việc giảm chiều cao là đáng kể so với thế hệ trước, giúp cho Altis mới có vẻ ngoài năng động hơn chiều dài cơ sở vẫn giữ ở mức 2.700mm và dung tích khoang hành lý 470 lít so với đối thủ Honda Civic, Antis mới dài hơn 10mm, cao hơn 19mm đi cùng với chiều dài cơ sở. Thiết kế Corolla Antis sắp được giới thiệu tại Thái Lan sẽ mang thiết kế giống với Antis đang bán tại thị trường Đài Loan, vốn có ngoại hình giống với Corolla Sedan tại châu Âu nhưng khác biệt về thiết kế phần đầu so với thế hệ Corolla đang bán ra tại thị trường Bắc Mỹ. Có thể tại thị trường Thái Lan, mẫu xe sedan Corolla Antus sẽ được trang bị hai tùy chọn động cơ xăng, là loại động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 1 lít 6 và 1 lít 8. Ngoài ra, còn một phiên bản động cơ hybrid, dùng máy 1,8 lít. Nếu như đúng thì trên phiên bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị khối động cơ 1,6 lít, tên là 1ZR FAE Dual công suất 132 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 159 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp MT và tự động vô cấp CVT. Trên phiên bản động cơ 1.8 lít cũng có thể là 2 ZRFE Dual VVTi cho công suất 140 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 173 Nm, sử dụng kết hợp với hộp số tự động vô cấp Super CVTi với giả lập 7 cấp số. Còn trên phiên bản sử dụng động cơ Light Hybrid sẽ được trang bị loại động cơ 1.8 lít Atkinson 2 ZR FXE cho công suất 120 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 142 Nm, kết hợp với động cơ điện có công suất 70 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 163 Nm, sử dụng với hộp số tự động vô cấp CVT. Tất cả phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước FWD. Thời gian dự kiến mẫu xe Corolla Altis thế hệ mới sẽ được ra mắt tại Thái Lan vào ngày 13 tháng 9 tới đây. Hứa hẹn về việc Toyota Việt Nam sẽ đưa bộ xe này về thị trường trong thời gian sớm hoặc đúng vào dịp mua sắm cuối năm đầy nhộn nhịp. Vẫn chưa có thông tin về giá chính thức của Corolla Altis thế hệ mới trên đất Thái. Nhưng giá bán của xe được đồn đoán từ 700.000 bạc tương đương 532 triệu đồng và hơn 1 triệu bạc tương đương 760 triệu đồng cho phiên bản 1.8 HV cao cấp nhất. Sau khi ra mắt tại Thái Lan, Toyota Corolla Altis sẽ mở đường về Việt Nam Khả năng cao ở thế hệ mới, Toyota Việt Nam sẽ nhập khẩu Antis từ Thái Lan thay vì lắp ráp trong nước. Hiện tại, thế hệ mới của Corolla Antis và Mazda 3 đang rất được người dùng mong chờ về Việt Nam. Toyota sắp có Sias Ortega Ring nhờ bắt tay Suzuki Hai thương hiệu Nhật Bản là Toyota và Suzuki vừa thắt chặt quan hệ đồng minh sau khi mua lại một số cổ phần của nhau để đẩy mạnh phát triển xe tự lái và hệ thống truyền động cho xe cỡ nhỏ. Cụ thể là Toyota vừa chấp nhận bỏ ra 910 triệu đô để thâu tóm 4,94% cổ phần của đối tác Suzuki. Ở chiều ngược lại, do quy mô nhỏ hơn, đại gia lớn nhất làng xe nhật rất nhiều, Suzuki chấp nhận khoảng 0,2% cổ phần trị giá 452 triệu đô. Động thế này được cho là giúp hai bên tiến tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, nhờ chung tay vượt qua các thách thức trong công đoạn nghiên cứu và phát triển. Suzuki sẽ được Toyota hỗ trợ trong mạng phát triển và chế tạo hệ thống truyền động điện hóa, lĩnh vực họ khó có thể đảm đương một mình vì yêu cầu nguồn vốn khổng lồ. Trong khi đó, Toyota sẽ được chia sẻ trực tiếp các dòng động cơ mới nhất của Suzuki dành cho xe cỡ nhỏ. Thành quả của Suzuki sẽ được thể hiện qua cặp đôi hybrid sắp ra mắt tại châu Âu dựa trên nền tảng Toyota, RAV4 và Corolla Wagon. Ngược lại, nhà máy Toyota Ba Lan sẽ bắt đầu đi vào sản xuất động cơ do Suzuki thiết kế. Thị trường Ấn Độ cũng là mục tiêu trọng yếu hai bên nhắm tới ở lần bắt tay này. Trong đó, phía hưởng lợi nhiều hơn sẽ là Toyota khi họ được nhờ cơ sở sản xuất của đối tác để lắp ráp hai dòng xe mà về cơ bản là Suzuki Sias và Ortiga. Hiện tại, Toyota đã toàn quyền sở hữu Daihatsu và Hino Motors, đồng thời sở hữu cổ phần của ba thương hiệu lớn của Nhật Bản là Suzuki 4,94%, Mazda 5% và Subaru là 16%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi kênh truyền hình ô tô BKTV, TV. Hãy ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.